Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với những thông tin cập nhật giá vàng mới nhất sáng ngày 18 tháng 8 năm 2020. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và thành công trong mọi công việc. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay, ngày 18 tháng 8, đảo chiều và tăng mạnh. Giá vàng thế giới trở lại mốc cao sau khi giảm vội vào giữa phiên hôm qua và tiếp tục chinh phục mức 2.000 USD một ounce. Giá vàng lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay được cập nhật trên sàn Kitco đang giao dịch ở mức là 1.981,90 USD một ounce. Sau khi giảm giá vào tuần trước, thị trường vàng đang phục hồi và nỗ lực lấy lại mức 2.000 USD một ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 đang ở mức là 1.989,90 USD một ounce, tăng thêm 2%. Tính từ đầu năm tới nay, vàng ghi nhận mức tăng khoảng 27%. Vàng vẫn nhận được nhiều dự báo tăng giá từ hàng loạt tổ chức tài chính uy tín trên thế giới. Theo các chuyên gia, nhiều yếu tố vẫn hỗ trợ cho triển vọng của vàng. Tuy nhiên, về ngắn hạn, vàng có thể vẫn chịu áp lực củng cố lại. Về xu hướng giá vàng hiện có nhiều phân tích trái chiều. Có ý kiến cho rằng, các gói kích thích khổng lồ của các ngân hàng trung ương và môi trường lãi suất thấp sẽ tiếp tục tạo lực đẩy cho giá vàng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng vàng đã tăng đột biến trong vài tuần qua. Do vậy, áp lực giảm giá đang hiện hữu. Nhất là hiện các quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới đã bắt đầu bán ra chốt lời. Hôm qua, giá vàng trải qua một phiên sáng nắng chiều mưa. Trong phiên giao dịch sáng ngày 17 tháng 8, giá vàng châu Á tiếp tục đà sụt giảm sau một tuần giao dịch tồi tệ nhất trong vòng 5 tháng qua trong tuần trước. Giữa bối cảnh giới đầu tư quay trở lại với các tài sản rủi ro, trong khi mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có nhiều dấu hiệu cải thiện. Tuy vậy, sau đó vàng đã lấy lại đà tăng. Tuần này, các nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Fed để đoán định thị trường đi tiếp theo của giá vàng. Trong nước, phiên hôm qua ngày 17 tháng 8, giá vàng giảm sâu sáng qua và phục hồi vào cuối phiên. Giao dịch vàng trên thị trường khá trầm lắng do người mua vàng đang chờ giá giảm sâu hơn về quanh mức là 50-52 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, những người mua vàng tuần trước chưa có lời nên chưa muốn chốt bán ra. Chốt phiên giao dịch chiều qua, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức là 55,10 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 56,50 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá giữa chiều mua và bán là 1.400.000 đồng một lượng. Tương tự, SJC Hà Nội niêm yết ở mức là 55,1 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 56,52 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá giữa chiều mua và bán là 1.420.000 đồng một lượng. Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji tại Hồ Chí Minh thì niêm yết ở mức 55,10 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 56,30 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Chênh lệch chiều mua vào và bán ra là 1,2 triệu đồng một lượng. Tại Doji Hà Nội, giá vàng SJC cũng được mua vào ở mức là 55,5 triệu đồng và bán ra là 56,7 triệu đồng một lượng, tăng 1.300.000 đồng một lượng chiều mua vào và tăng 700.000 đồng một lượng chiều bán ra. Tại hệ thống PNG Hà Nội và PNG Thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết giá vàng mua vào là 55,30 triệu đồng, bán ra là 56,5 triệu đồng một lượng, tăng 1 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 400.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán ở mức 1.200.000 đồng một lượng. Trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục bật tăng mạnh. Chúng tôi sẽ cập nhật cụ thể trong bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.